chương trình du xuân của bản hội thành phố Ninh Bình ngày 9 tháng Giêng năm 2009. Điểm đầu tiên, đoàn chúng tôi sẽ đưa quý khách từ thành phố Nam Định đến tham quan chiêm bái ngôi chùa linh thiêng chùa Đầu, thành Đạo Lớn, tọa lạc ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Điểm thứ hai, đoàn ảnh hưởng chúng tôi sẽ đưa quý khách tới tham quan chiêm bái phủ Tây Hồ ở phía đông Hồ Tây, thuộc Nguyễn Phủ, Vĩ Tàng, Quảng Bá, Hà Nội. Tới đây đoàn nghỉ ăn trưa thưởng thức món bánh tôm và bánh tóc đặc sản của Hồ Tây. Đến 13 giờ, đoàn hành hương sẽ vượt qua 40 km về thành phố Bắc Ninh tham quan chiêm bái đền Đô và đền Bà Chúa Kho ở trung tâm Hồ Tây, tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Nam Định là thành phố của Việt Nam, là tỉnh lỵ và là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế, chính trị của tỉnh Nam Định. Về vị trí địa lý, thành phố Nam Định nằm ở phía bắc của tỉnh Nam Định, phía bắc và đông bắc giáp với tỉnh Thái Bình, phía tây bắc giáp với huyện Mỹ Lộc, phía tây nam giáp với huyện Vụ Bàng, phía đông nam giáp huyện Nam Trực. Thành phố Nam Định cách thủ đô Hà Nội 90 km về phía đông nam, cách thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 18 km và cách thành phố Hải Phòng 100 km về phía nam. Giao thông qua thành phố Nam Định tương đối thuận tiện, có quốc lộ 10 từ Hải Phòng, Thái Bình đi Ninh Bình chạy qua và quốc lộ 1A nối Nam Định với quốc lộ 1A. Ngoài ra còn có các tuyến quốc lộ 21B đi các huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường, có tỉnh lộ 55 đi Nghĩa Hưng, tỉnh lộ 38A đi Lý Nhân, Hà Nam. Thành phố Nam Định còn có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua. Ga Nam Định là một trong những ga lớn trên tuyến đường sắt, thuận lợi cho hành khách đi đến các thành phố lớn trong cả nước như Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác. Thành phố Nam Định tương đối bằng phẳng, trên địa bàn thành phố không có ngọn núi nào. Thành phố có hai con sông lớn chảy qua là sông Hồng và sông Nam Định. Trong đó sông Nam Định hay còn gọi là sông Đào nối từ sông Hồng chảy qua giữa lòng thành phố và là một trong những giao thông quan trọng về đường thủy cũng như có vị trí quan trọng trong việc phát triển với đây. Hội treo lang đặng đi ngang ngõ, mẹ bao thôn đòi hát tối nay. Lòng thấy rằng có một mối tình, em ngừng thôi lại giữa tay xinh. Hình nhớ hai má em bừng đỏ, có lẽ là em nghĩ tới anh. Thôn đoài vào đám hát thâu đêm, em mài tim anh trăng thiết xem. Chắc hẳn đêm nay sương cười lạnh, thôi ngả nằm nhớ ngón tay em. Chờ mỗi độ xuân về là đất trời nở hoa, cũng là mùa của các lễ hội, nhân dân nô nức đi chảy hội mùa xuân. Đây cũng là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Chương trình du xuân của bản hội thành phố Nam Định ngày 9 tháng Giêng năm 2009. Điểm đầu tiên, đoàn chúng tôi sẽ đưa quý khách từ thành phố Nam Định đến tham quan chiêm bái
ngôi chùa linh thiêng của thành thành đạo tử và là thượng đạo nhân trai huyện Thường Tín Hà Nội. Khi tôi hát về quê hương là dòng sông uốn quanh đôi bờ, là hàng tre xanh mát tuổi thơ, là hàng câu sân nhà em hương thơm vào nỗi nhớ. Con sông tắm mát tuổi thơ vui, câu thơ của mẹ ru hời đã dạy tôi con lớn lên người, đã cùng tôi năm tháng buồn vui mãi trong chơi tuổi thơ. Hà Nam quê hương ơi, nơi có dòng trâu sông, nơi có ngọn núi đồi, và những người con đã giảng danh quê hương đất nước. Hà Nam quê hương ơi, dù đi bốn phương trời qua bao sông bao núi, tôi vẫn thắm mơ quê hương mình. Thương quá Hà Nam ơi. Điểm thứ hai, đoàn ảnh hương chúng tôi sẽ đưa quý khách tới tham quan chiêm bái phủ Tây Hồ ở phía đông hồ Tây, vùng biên phủ ký tạm Quảng Bá Hà Nội. Tới đây đoàn nghỉ ăn trưa thưởng thức món bánh tôm và bún đốc đặc sản của Hồ Tây. Đến 13 giờ đoàn hành hương sẽ vượt qua 40 km về thành phố Bắc Ninh tham quan chiêm bái đền Đô và đền Bà Chúa Kho ở địa phận Hoa Cổ tỉnh Bắc Ninh. Và hàng tre mát xanh xóm làng, thuyền ngược xuôi tôm cá đầy khoang, bầy tre thơ đang đùa vui dưới mái trường yêu dấu. Bao năm xa cách làng quê tôi, sông mới còn gì không diều bay tiếng sao lưng trời, vui đùa trên sóng nước sông ơi, hỡi con sông ngàn đời làng tôi. Hà Nam quê hương ơi, dưới mái đình thiêng liêng vui những ngày lễ hội, nhịp hát rằng trâu vắng xôn xao nỗi nhớ. Hà Nam ơi, hôm nay đàn chim én ngang trời trao trong mùa lúa mới, trắng sáng nhẹ rơi quê hương mình. Thương phố Hà Nam ơi. Với diện tích 2.169 km², dân số 2.300.000 người. Tỉnh lỵ là thành phố Hà Đông. Hà Tây là một tỉnh đồng bằng sông Hồng, có phía đông giáp Hà Nội, phía tây giáp Hòa Bình, phía nam là tỉnh Hà Nam. Hà Tây có một thành phố và một thị xã là thành phố Hà Đông và thị xã Sơn Tây, cùng với 12 huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ,
Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thường Tín và huyện Phú Xuyên. Khí hậu và địa hình của tỉnh tương đối đa dạng và phong phú. Nơi đây có cảnh đẹp lý tưởng cho sự phát triển du lịch như núi rừng Ba Vì, ao Vua. Trong một số rừng còn có hơn 200 loài cây thuốc quý, rất có ích cho ngành y học dân tộc. Có 812 loài cây cao thuộc 427 nhánh của 987 họ, hàng trăm loài lan đẹp và có rất nhiều cây quý hiếm như cây thông đỏ hay cây bách. Ngoài ra, động vật trong rừng Hà Tây rất phong phú, mà rừng quốc gia Ba Vì là một điển hình. Nơi đây có tới 114 loài chim, 12 loài bò sát và đặc biệt có một số loài chim quý và chim rừng thường xuyên di trú theo mùa. Ngoài ra, Hà Tây là một địa phương nổi tiếng với tên gọi quê lụa của đất nước Việt Nam yêu quý này. Chùa Đậu còn có tên gọi là Thành Đạo Tự. Chùa có tên là Chùa Pháp Vũ. Chùa Đậu tọa lạc ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Theo truyền thuyết, chùa Thành Đạo có từ thời Bắc thuộc, nhưng các di vật để lại hiện nay cho biết chùa được khởi dựng từ thời Lý, được trùng tu vào thế kỷ 16-17. Năm 1635, thời vua Lê Thần Tông, cung tần Lê Thị Ngọc Nguyên đã làm hộ chủ hưng công trùng kiến quy mô ngôi chùa. Tam quan chùa là gác chuông 2 tầng, 8 mái. Tầng trên treo quả đại hồng Trung Đức năm 1801 thời Tây Sơn. Chùa kiến trúc theo kiểu nội công ngoại quốc. Ở nội điện và hành lang có nhiều bia đá từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 18. Khánh đồng được đúc năm 1974. Sách đồng ghi lịch sử chùa đã có 10 tờ sát mỏng, mỗi tờ có chiều ngang 0,13m, chiều dọc 0,24m. Chùa thờ Phật và thờ Bà Đậu, hay còn gọi là Nữ Thần Pháp Vũ. Đặc biệt, thờ nhục thân hai vị thiền sư Đạo Chân Tục Danh Vũ Khắc Minh và Đạo Tâm Tục Danh Vũ Khắc Trường vào thế kỷ thứ 17 đã tu hành đắc đạo ở chùa. Chùa đã được coi là đệ nhất danh lam thời Lê. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Ngôi chùa Việt Nam, ngôi chùa trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, ngôi chùa trên những nẻo đường đất nước, từ miền núi cao, đảo xa, đến vùng đồng quê hiền hòa hay chốn thị thành huyên náo. Hình ảnh ngôi chùa, ngọn tháp đã trở nên thân quen với mọi người. Trong từ điển tiếng Việt định nghĩa, chùa là công trình kiến trúc làm nơi thờ Phật. Theo chúng tôi nghĩ, cần mở rộng khái niệm chùa hơn, vì nơi thờ Phật mới chỉ là ngôi tịnh xá hay chánh điện. Ngôi chùa ở Việt Nam là công trình kiến trúc để thờ chư Phật, chư Bồ Tát, thiên thần hộ pháp, là nơi thờ các vị tổ sư, các vị trụ trì quá cố, nơi thờ linh cốt của quý Phật tử. Ngôi chùa còn là nơi cư ngụ, tu hành, học tập, nghiên cứu giáo lý Phật giáo của các tăng ni, là nơi hành lễ của tăng ni Phật tử. Nhiều chùa là nơi di dưỡng tinh thần, là thắng cảnh du lịch, là trung tâm hoạt động lễ hội, là bảo tàng nghệ thuật dân tộc. Nhiều chùa là cơ sở giáo dục, hoằng pháp, kinh tế, xã hội, y tế. Chùa chiền ngày trước là những thảo am của các thiền sư dựng lên để tu hành. Các ngôi chùa lớn do vua, chúa, quan lại xây dựng. Các ngôi chùa làng do dân trong làng dựng. Các ngôi chùa tư do một tín chủ hay một số tín chủ cúng tiền xây dựng, vân vân. Tự viện Phật giáo ngày nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định bao gồm chùa, thật là mỗi người, mỗi nước, mỗi non tới cửa nhà Phật như con một nhà, cùng nhau thực hiện lục hòa như sữa với nước, chan hòa tình thương. Thank you.
nguyện cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy, nguyện cầu cây tình thương che mát loài người. Chùa Đậu còn có tên gọi là Thành Đạo Tự. Chùa có tên là chùa Pháp Vũ. Chùa Đậu tọa lạc ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Theo truyền thuyết, chùa Thành Đạo có từ thời Bắc Thuộc, nhưng các di vật để lại hiện nay cho biết chùa được khởi dựng từ thời Lý, được trùng tu vào thế kỷ 16-17. Vào Việt Nam từ rất sớm, nhiều học giả hiện nay đều phỏng định khoảng đầu công nguyên, nước Việt lúc bấy giờ là Giao Châu, một trong những địa điểm mà các thương nhân hàng hải của Ấn Độ đến miền Viễn Đông để mua các thứ gia vị, hương liệu, gỗ, trầm hương, những nơi thờ tự được tạo lập để thỏa mãn yêu cầu tín ngưỡng của họ. Sự truyền bá đạo Phật trong giai đoạn đầu được thực hiện liên tục trong nhiều thời điểm. Ngày càng có nhiều tăng sĩ Ấn Độ và Trung Á đến Giao Châu. Trong giai đoạn này, có công lao to lớn của các nhà sư Maha Kỳ Vực, Thu Đà La, Mâu Bát, Xương Tăng Hội, Chi Cương Lương Lâu, Đạo Thanh, Đạt Ma Đề Bà, Huệ Thắng, v.v. Trung tâm Phật giáo ở Ly Lâu đã xuất hiện, ngày nay là huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Những ngôi chùa nổi tiếng bây giờ là Chùa Dâu, thờ Nữ Thần Mây, tức Pháp Vân, Chùa Đậu, thờ Nữ Thần Mưa, tức Pháp Vũ, Chùa Giàm, thờ Nữ Thần Sấm, tức Pháp Lôi, và Chùa Tướng, thờ Nữ Thần Chết, tức Pháp Điện. Giáo sư Hà Văn Tấn trong cuốn Chùa Việt Nam cho biết, nhiều ngôi chùa ban đầu cũng chỉ là những thảo am làm bằng tranh tre. Có thể, những ngôi chùa đầu tiên vốn là những ngôi đền thờ các thần truyền thống mà người ta đã đặt thêm điện thờ Phật vào đó. Không phải người ta đã đặt tượng tứ pháp vào các chùa thờ Phật, mà đã đặt bàn thờ Phật vào các đền thờ tứ pháp, tức đền thờ các nữ thần nông nghiệp đã có từ trước. Và đến lượt, các nữ thần này được Phật hóa trở thành các Phật bà. Theo cuốn Thiền Tuyển Tập Anh, Hoàng Thái Hậu Linh Nhân đến chùa khai quốc thiết lễ trai tăng, đã hỏi quốc sư Thông Biện về đạo Phật đến nước ta từ bao giờ. Hiền sư đã dẫn chuyện Đàm Tiên Pháp Sư trả lời vua Tùy Cao Tổ năm 581, năm 604 về Phật giáo ở Giao Châu. Là xứ Giao Châu,
có đường thông với Thiên Trúc. Khi Phật Pháp mới đến Giang Đông chưa khắp, thì ở Ly Lâu đã có tới 20 ngôi bảo tháp, độ được hơn 500 vị tăng và dịch được 15 quyển kinh. Quan niệm tín ngưỡng bình dân về Phật được trình bày trong cuốn Lý Học Luận của Mâu Bác. Chùa Đậu còn có tên gọi là Thành Đạo Tự. Chùa có tên là Chùa Pháp Vũ. Chùa Đậu tọa lạc ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Theo truyền thuyết, chùa Thành Đạo có từ thời Bắc Thuộc. Nhưng các di vật để lại hiện nay cho biết chùa được khởi dựng từ thời Lý, được trùng tu vào thế kỷ 16-17. Thủ đô, đồng thời cũng là thành phố lớn thứ hai Việt Nam với dân số 6.233.000 người, thuộc đồng bằng sông Hồng Trù Phú. Nơi đây đã sớm trở thành một trung tâm chính trị và tôn giáo ngay từ những buổi đầu của lịch sử Việt Nam. Năm 1010, Lý Quang Uẩn, vị vua đầu tiên của nhà Lý, quyết định xây dựng kinh đô mới ở vùng đất này với cái tên Thăng Long. Trong suốt thời kỳ của những triều đại Lý, Trần, Lê, kinh thành Thăng Long là nơi buôn bán, trung tâm văn hóa, giáo dục của cả miền Bắc. Khi Tây Sơn, rồi nhà Nguyễn lên nắm quyền trị vì, kinh đô đã được chuyển về Huế và Thăng Long bắt đầu mang tên Hà Nội từ năm 1831 dưới thời vua Minh Mạng. Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ đô của Liên bang Đông Dương và đã được người Pháp xây dựng, quy hoạch lại. Trải qua hai cuộc kháng chiến, Hà Nội là thủ đô của miền Bắc, rồi nước Việt Nam thống nhất và giữ vai trò này cho tới ngày nay. Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008, Hà Nội hiện nay có diện tích 3.324,92 km2, gồm có 1 thị xã, 10 quận và 18 huyện ngoại thành. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một trong hai trung tâm kinh tế lớn của cả quốc gia. Năm 2007, GDP của thành phố tăng khoảng 12,1%, tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 4 tỷ USD, tổng thu ngân sách khoảng 45.709 tỷ đồng. Hà Nội cũng là một trung tâm văn hóa, giáo dục với các nhà hát, bảo tàng, các làng nghề truyền thống, những cơ quan truyền thông các quốc gia và các trường đại học lớn. Phủ Tây Hồ nằm trên một bán đảo nhô ra giữa Hồ Tây. Trước là một làng cổ của kinh thành Thăng Long, nằm ở phía đông của Hồ Tây. Ngay ở đầu làng có một ngôi đền thờ bà Chúa Liễu Hạnh, một người phụ nữ tài hoa, giỏi đàn ca, thơ phú và đức độ, nên đã được dân gian thần thánh hóa, tôn làm thánh mẫu. Hàng năm vào ngày rằm tháng giêng âm lịch, khách hành hương ở đây về rất đông, vừa đi lễ mẫu ban cho điều lành và mọi sự may mắn, vừa đi thưởng ngoạn cảnh đẹp Hồ Tây. Có truyền thuyết kể lại rằng chính tại mảnh đất của phủ Tây Hồ ngày nay, Quỳnh Hoa đã tái ngộ sướng họa thơ văn cùng Trạng Bùng, Phùng Khắc Hoan, lần thứ nhất đàm đạo tại xứ Lạng trong vai một cô chủ quán tiểu lâu Tây Hồ Phong Nguyệt. Ít ngày sau, Trạng Bùng quay lại đã thấy biến mất cả người lẫn quán, chỉ còn lại một hồ nước mênh mông. Quỳnh Hoa công chúa đã được nhân dân quanh vùng lập phủ thờ đặt tên là bà Chúa Liễu Hạnh. Hoàng trời hoàng tình, lắng sâu bao trong đụng với đời. Đây dầm đầm, đây lãng bạc, ngàn thu qua bao lần sóng gió. Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, kia mặt gương xanh soi bóng trời Thăng Long xưa. Thank you.
trong hương lụa xưa đó. Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, tình này xin đem soi bóng mặt gương trong xanh, soi bóng nước trời long lanh. Chàng đây giạt rào đêm nay trời hà nội có trời cùng ai. Bắc Ninh là một tỉnh của đất nước Việt Nam thuộc khu vực phía bắc của vùng đồng bằng sông Hồng và tiếp giáp với vùng Trung du Bắc Bộ tại tỉnh Bắc Giang, cách thủ đô Hà Nội 31 km về phía đông bắc, phía tây và tây nam giáp thủ đô Hà Nội, phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía đông và đông nam giáp tỉnh Hải Dương, phía nam giáp tỉnh Hưng Yên. Đây là tỉnh đầu tiên trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam công bố thực hiện chính phủ điện tử. Bắc Ninh bao gồm một thành phố, một thị xã và 6 huyện: huyện Gia Bình, huyện Lương Tài, Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du và huyện Yên Phong. Địa hình của tỉnh này tương đối bằng phẳng, có hướng dốc chủ yếu từ bắc xuống nam và từ tây sang đông, được thể hiện qua dòng chảy bề mặt đổ về sông Đuống và sông Thái Bình. Vùng đồng bằng thường có độ cao phổ biến từ 3 cho đến 7 mét. Địa hình Trung Du gồm có hai huyện Quế Võ và Tiên Du, có độ cao phổ biến là 300 đến 400 mét. Diện tích đồi núi chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ khoảng 0,53% so với tổng diện tích, chủ yếu ở hai huyện Quế Võ và Tiên Du. Tỉnh Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia ra làm 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Có sự chênh lệch rõ ràng về nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông, sự chênh lệch đạt khoảng từ 15 cho đến 16 độ C. Đền Đô là nơi phụng thờ 8 vị vua triều Lý, nằm trên địa phận xã Đình Bảng, Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 15 km trên trục quốc lộ 1A hướng đi Lạng Sơn. Đền Đô xứng đáng là một danh thắng nổi tiếng của đất Kinh Bắc, với vai trò là một công trình kiến trúc có giá trị văn hóa và mỹ thuật cao. Đền ban đầu được xây dựng vào khoảng năm đầu thế kỷ 11 dưới thời vua Lý Công Uẩn, trên một khuôn viên rộng lớn trên 3 hecta với trên 20 hạng mục công trình. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đền được mở rộng vào các đời Trần, Lương, bị phá hủy trong kháng chiến chống Pháp và đã được tôn tạo gần như nguyên vẹn cũ từ những năm cuối thế kỷ 20. Kiến trúc chủ đạo của quần thể di tích Đền Đô được xây dựng theo lối nội công ngoại quốc, với hai khu vực nội thành và ngoại thành, mô phỏng kiến trúc của cung đình phong kiến xưa.
đèn quay về hướng tây bắc, nhìn ra một hồ bán nguyệt lớn với tòa thủy đình lộng lẫy. Giữa hồ trông ra nhà bia là nơi ghi chép lịch sử của ngôi đền. Bước qua ngũ long môn và cổng tam quan với năm hình rồng chạm đá tinh xảo là một sân rộng nơi đặt lư hương hướng vào nhà phương đình, bảy hương án với đôi voi đá cỡ lớn trầu ở trung tâm. Tiếp giáp với phương đình là nhà tiền tế, nơi diễn ra các đại lễ long trọng, đồng thời cũng là nơi trưng bày chiêu trống, đồ tế khí, y trượng. Hậu cung nằm phía sau là nơi đặt tượng thờ các vị vua Lý với dáng vẻ oai nghiêm, sinh động. Nối nhà phương đình qua nhà chuyển bồng là nhà chuyển tiếp đồ tế lễ. Riêng điện thờ thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng chất về phía bên phải đại điện, nối liền với dãy nhà khách. Bố cục của quần thể đền đô khiến ta liên tưởng đến kiến trúc của cung đình xưa với tả hữu ban văn võ, chia thành hai khu đối xứng là văn chỉ và võ chỉ, nơi thờ các cung thần triều Lý như Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành. Với một cảnh quan rộng lớn được chia thành nhiều biệt khu, đền đô đã mang lại cho khách hành hương nhiều cảm giác khác nhau. Đại điện hoành tráng, hậu cung thì trang nghiêm, thủy đình thư thái, văn bia tịch mịch. Xen lẫn trong gió là mùi hương trầm ấm áp, hương ngọc lan thoang thoảng, đưa ta vào cõi suy tưởng về một triều đại anh hùng với những võ công văn trị kiệt xuất với tư tưởng Phật giáo từ bi. Ngoài những giá trị văn hóa lịch sử, đền đô còn là một công trình kiến trúc đặc sắc với nghệ thuật điêu khắc đá, rồng, voi, ngựa lân hay điêu khắc gỗ với lân chạm lộng hình rồng, các họa tiết trang trí, tạc tượng thờ và xây dựng hệ thống các cột trụ, mái đao đều đạt ở mức độ tinh xảo. Dạ hội rồi, anh đừng về theo em để câu hát vẫn vương trong lòng. Áo khăn đây em chờ, em đợi em trao yếm đào, anh nhận để làm tên. Em trao miếng trâu, anh nhận làm tin. Lỡ mai rồi chúng mình xa nhau, để câu hát vẫn vương trong lòng. Bến sông quê con đò xuôi ngược, mãi xa rồi anh nhớ anh thương. Mãi xa rồi anh nhớ anh thương. Người ơi nhớ về hội lim, hội của trao duyên, hội của hẹn hò. Người đến ngày hội sau, chúc sinh anh chờ đến ngày hội sau. Nếu mai này chúng mình xa nhau, nghe câu hát vẫn vương trong lòng. Nước sông quê đôi dòng như một, mai xa rồi em nhớ em thương. Mai xa rồi đến ngày hội sau.
một rừng. Đường về quan họ xem chừng còn xa, mà vừng ô bóng đá xế tà. Bởi chân gian dí mới hóa ra cái nhung nỗi này. Nếu mai này chúng mình xa nhau, nghe câu hát vẫn hương trong lòng. Nước sông quê đôi dòng như một, mai xa rồi em nhớ em thương. Mai xa rồi em nhớ em thương. Người ơi, nhớ về hội ly, hội của trao duyên, hội của hẹn hò. Người ơi, nhớ về áo khăn em chờ đến ngày hội sau. Chúc dinh anh chờ đến ngày hội sau. Người ơi, nhớ về hội liêm, hội của trao duyên, hội của hẹn hò. Người áo khăn ta chờ đến ngày hội sau, chúc sinh anh chờ đến hẹn lại. Chao duyên,
đền thờ Bà Chúa Kho là di tích lịch sử đã được nhà nước công nhận. Đền Bà Chúa tọa lạc trên lưng chừng ngọn núi Kho tại khu Cổ Bễ, xã Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, mà còn là nơi hàng năm nhân dân khắp cả nước hành hương mang tình tín ngưỡng. Làng Quan Họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng Quan Họ xanh xanh. Làng Quan Họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, non quay thao ư người ơi, non quay thao ư nói gì người ơi, người ơi. Làng Quan Họ quê tôi, những năm bom mì thả loan phương vẫn ăn xoài, hương thơm đồng lúa chín, Quan Họ về mà là về cho duyên ấy, Quan Họ về là về cho duyên. Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài Quan Họ, xin gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát nhân ơi, nhớ về Quan Họ quê tôi, làng Quan Họ quê tôi. Chúa Kho thuộc xã Cổ Mễ, huyện Vũ Minh, tỉnh Bắc Ninh. Bà được truyền tụng trong dân gian vùng Kinh Bắc từ rất lâu đời. Bà là một người phụ nữ có nhan sắc lại đảm đang, đã có công chiêu dân, lập xóm làng vùng Quả Cảm, Cổ Mễ, giúp mọi người làm ăn, đem lại mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ và giàu có. Bà đã được phong làm phúc thần, hàng năm có hàng triệu lượt người tới tham quan chiêm bái sinh lộc của Bà Chúa Kho. Tại khu Cổ Mễ, xã Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, mà còn là nơi cả năm nhân dân khắp cả nước hành hương mang tín ngưỡng. Bắc Ninh là một tỉnh của đất nước Việt Nam, thuộc khu vực phía bắc của vùng đồng bằng sông Hồng và tiếp giáp với vùng Trung du Bắc Bộ. Tại tỉnh Bắc Giang, cách thủ đô Hà Nội 31 km về phía đông bắc, phía tây và tây nam các thủ đô Hà Nội, phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía đông và đông nam giáp tỉnh Hải Dương, phía nam giáp tỉnh Hưng Yên. Đây là tỉnh đầu tiên trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam công bố thực hiện chính phủ điện tử. Bắc Ninh bao gồm một thành phố, một thị xã và 6 huyện: huyện Gia Bình, huyện Lương Tài, Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du và huyện Yên Phong. Địa hình của tỉnh này tương đối bằng phẳng, có hướng dẫn chủ yếu từ bắc xuống nam và từ tây sang đông, được thể hiện qua dòng chảy bề mặt đổ về sông Đuống và sông Thái Bình. Vùng đồng bằng thường có độ cao phổ biến từ 3-7 m. Địa hình Trung Du gồm có 2 huyện Quế Võ và Tiên Du, có độ cao phổ biến là 300-400 m. Diện tích đồi núi chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ khoảng 0,53% so với tổng diện tích, chủ yếu ở 2 huyện Quế Võ và Tiên Du. Tỉnh Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia ra làm 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Có sự chênh lệch rõ ràng về nhiệt độ giữa mùa hạ và mùa đông, sự chênh lệch đạt khoảng từ 15-16 độ C.
diệu. Kết chặt tình thân vin canh lộc những băng khoăn năm nay chắc gặp tình cuốn xuân mang niềm tin tới bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở phơi phới thế gian chốn xuân đi rồi xuân đến cho dân gian đầy lưu luyến đón thư nơi trận tiền viết thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ quên mong đầu năm cuối năm gặp hạnh phúc vơi đầy trên bước đường danh lập dòng mây duyên vừa đẹp ý đắp xây ôm nàng xuân đẹp vào tay Đền thờ Bà Chúa Kho thuộc xã Cổ Mễ, huyện Vũ Minh, tỉnh Bắc Ninh. Bà được truyền tụng trong dân gian vùng Kinh Bắc từ rất lâu đời. Bà là một người phụ nữ có nhan sắc lại đảm đang, đã có công chiêu dân lập xóm làng vùng Quả Cảm, Cổ Mễ, giúp mọi người làm ăn đem lại mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ và giàu có. Bà đã được phong làm phúc thần, hàng năm có hàng triệu lượt người tới tham quan chiêm bái sắc lộc của Bà Chúa Kho. Sao trời lọt qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sông
dân mà giận dỗi. Nhà xa mặt trận càng xa, tình yêu có từ đôi ta. Tình yêu có từ nơi em đi qua năm tháng đợi chờ. Tình yêu cũng từ nơi anh lửa dương bầm bùng phách núi. Thuyền về qua bến đò quang,
cho tôi là tôi ghé nhà. Nửa đời xa quê nay lại về bên cũ người xưa. Nam Định mình ơi, hoa xoan rơi trắng đường quê, nhớ đêm hội chèo, nhớ chợ viếng mồng tám, nhớ nắng biển quê em, nhớ mùa lúa chín vàng. Nam Định mình ơi, nôn nao nỗi nhớ nghe tiếng còi tầm, chia tay đêm vì duyên, mưa răng đầy phố nhỏ, ai đợi người đi xa nơi bến xưa. Chợt nghe câu hát văn áo lòng, ôi nhớ chuyện ngày xưa, ai nói rằng có cô thật dài lưng xanh theo anh về Nam Định cùng dệt lụa ươm tơ, đám cưới trăm chiếc thuyền nan ấy bồng bềnh qua bến đò qua. Xa quê nay lại về bên cũ người xưa. Nam Định mình ơi, hoa xoan rơi trắng đường quê, nhớ đêm hội chèo, nhớ chợ viếng mồng tám, nhớ nắng biển quê em, nhớ mùa lúa chín vàng. Nam Định mình đời người đi xa nơi bên xưa, chợt nghe câu hát có cô thắt dài lưng xanh theo anh về Nam Định cùng dệt lụa ươm tơ, đám cưới trăm chiếc thuyền nan ấy bồng bềnh qua bến đò qua. Bâng khuâng nghe tiếng nguyệt cầm lắng đọng hồn tôi những vần thơ cháy lòng. Nam Định, Nam Định mình ơi. Thành phố Nam Định là thành phố của Việt Nam, là tỉnh lỵ và là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế, chính trị của tỉnh Nam Định. Về vị trí địa lý, thành phố Nam Định nằm ở phía bắc của tỉnh Nam Định, phía bắc và đông bắc giáp với tỉnh Thái Bình, phía tây bắc giáp với huyện Mỹ Lộc, phía tây nam giáp với huyện Vụ Bản, phía đông nam giáp huyện Nam Trực. Thành phố Nam Định cách thủ đô Hà Nội 90 km về phía đông nam, cách thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 18 km và cách thành phố Hải Phòng 100 km về phía nam. Giao thông qua thành phố Nam Định tương đối thuận tiện, có quốc lộ 10 từ Hải Phòng, Thái Bình đi Ninh Bình, Thạnh Quang và quốc lộ 21A nối Nam Định với quốc lộ 1A. Ngoài ra còn có các tuyến quốc lộ 21B đi các huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường, có tỉnh lộ 55 đi Nghĩa Hưng, tỉnh lộ 383 đi Lý Nhân, Hà Nam.
thành phố Nam Định còn có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua. Ga Nam Định là một trong những ga lớn trên tuyến đường sắt, thuận lợi cho hành khách đi đến các thành phố lớn trong cả nước như Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác. Thành phố Nam Định tương đối bằng phẳng, trên địa bàn thành phố không có ngọn núi nào. Thành phố có hai con sông lớn chảy qua là sông Hồng và sông Nam Định. Trong đó sông Nam Định hay còn gọi là sông Đào, nối từ sông Hồng chảy qua giữa lòng thành phố và là một trong những nút giao thông quan trọng về đường bộ cũng như có vị trí quan trọng trong việc phát triển thành phố trong tương lai. Chương trình du xuân của Bảo Hậu thành phố Nam Định ngày 19 tháng Giêng năm 2019. Điểm đầu tiên và chúng tôi sẽ đưa du khách đến quan Yên Bái, và là điểm thứ hai, và ngày nữa chúng tôi sẽ đưa du khách tới tham quan Yên Bái Hồ Tây Hồ ở phía đông Hồ Tây, vùng Yên Phụ, Ghi Tàn, Quảng Bá, Hà Nội. Tới đây đoàn nghỉ ăn trưa thưởng thức món bánh tôm và bún đốc đặc sản của Hồ Tây. Đến 13 giờ, đoàn hành hương sẽ vượt qua 40 km về thành phố Bắc Ninh tham quan Chiêm Bái, đền Đô và đền Bà Chúa Kho của Phật giáo cổ tỉnh Bắc Ninh. Lời cảm ơn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn 180 quý vị thành viên đã tham dự chuyến hành hương. Cảm ơn các ban tổ chức và nhân dân các địa phương có lễ hội đã giúp đỡ đoàn chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị lái xe, các doanh nghiệp Lan Anh, Quang Thái, Mạnh Tùng, Văn Quán, Minh Chủ đã giúp đỡ cho đoàn chúng tôi. Kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại những chuyến hành hương. Xin trân trọng cảm ơn.